có khi giảm phát. À, tuy nhiên những cái con số mấy anh chị vừa tính, mấy anh chị sẽ lưu ý dùm tôi cái thông tin. À, thứ nhất là mấy anh chị nhớ dùm tôi là cái tỷ lệ lạm phát á, cao nhất là vào năm 1986. Đó là cái thời kỳ chúng ta thực hiện chính sách kinh tế mở ha, mình lạm phát với tỷ lệ lên đến 203% à, năm 94 là năm chúng ta bắt đầu bình ổn tỷ lệ lạm phát trở về cái tỷ lệ một con số có thể chấp nhận được tại vì khi mà người ta tính toán ra tỷ lệ lạm phát á mấy chị người ta sẽ đếm đếm cái số đằng trước cái dấu phẩy á người ta đếm cho nó mấy có mấy con số và người ta sẽ phân loại lạm phát nha à, nãy quên nói cái này Chúng ta tính tỷ lệ lạm phát dựa vào chỉ số giá tiêu dùng. Chỉ số giá tiêu dùng là mức giá trung bình mà một cái gia đình mua ở kỳ hiện hành so với kỳ gốc. Thì chỉ số giá tiêu dùng đo lường mức giá trung bình của những hàng hóa dịch vụ mà một gia đình mua ở kỳ hiện hành so với kỳ gốc. Chúng ta tính chỉ số giá tiêu dùng thì chúng ta lấy giá của năm nay nhân cho sản lượng của năm trước chia cho giá năm trước nhân sản lượng năm trước nhân với 100 đó à, B là giá còn khuy là sản lượng mấy anh chị B1 là của năm nay còn không là của năm trước hồi nãy mình nói là mình tính ra tỷ lệ lạm phát thì chúng ta không quan tâm tới cái con số đằng sau dấu phẩy, chúng ta chỉ quan tâm tới con số đằng trước dấu phẩy thôi và mình sẽ coi là đằng trước dấu phẩy nó có mấy con số à, tùy theo cái con số đó chúng ta sẽ chia ra làm ba loại lạm phát. thì cái việc phân chia này là xuất phát từ cái khái niệm kinh tế của Samuelson. chúng ta chia ra làm ba loại lạm phát. lạm phát nếu như đằng trước dấu phẩy là một con số thì chúng ta gọi nó là lạm phát vừa phải. Thì cái lạm phát vừa phải này sẽ có tỷ lệ lạm phát nhỏ hơn 10%. Nó là nhỏ hơn 10% nha. Tại vì 10% đó là hai con số rồi nó sẽ chuyển qua cái loại phi mã. À, tỷ lệ lạm phát vừa phải này đã gọi là vừa phải có nghĩa là người ta chấp nhận được. Thì thường á lạm phát hay xảy ra ở các cái quốc gia. Nếu như tỷ lệ lạm phát đó là lạm phát vừa phải, à, nó chưa đến 10% nó nhỏ hơn 10% là chúng ta chấp nhận được. Quốc gia đó bị tỷ lệ lạm phát là 5%, 6% thì giá cả được xem là cũng tương đối ổn định, người ta chấp nhận được cái chuyện này. Cho nên khi mà lạm phát vừa phải thì người ta chấp nhận cái chuyện này, à, người ta coi như là không có vấn đề gì nặng nề để mà phải xử lý về cái tỷ lệ lạm phát đó. Rồi, nhưng nếu như lạm phát của mình tính ra là hai hoặc là ba con số thì chúng ta sẽ gọi nó là lạm phát phi mã lạm phát phi mã có nghĩa là tỷ lệ lạm phát sẽ dao động từ 10 cho đến dưới một phần trăm tại vì một phần trăm nó là bốn số rồi nó không phải là ba số cho nên nó nhỏ hơn một phần trăm thì cái phi mã này nó mang đầy đủ đặc điểm của lạm phát đồng tiền mất giá ha rồi hàng tăng giá thị trường không có ổn định và một cái quốc gia bị lạm phát phi mã sẽ bị ảnh hưởng nặng về kinh tế tại vì người ta rất ngại bỏ vốn đầu tư. Nếu như tỷ lệ lạm phát từ 1.000% trở lên, nó được gọi là siêu lạm phát. Nó cũng giống như lạm phát phi mã nhưng mọi chuyện diễn ra nghiêm trọng hơn. À, hàng tăng giá rất nhiều lần và tiền đồng tiền mất giá rất là nhanh rất là mạnh. Thì ở đây người ta nói là siêu lạm phát á, hiếm xảy ra lắm chỉ xảy ra khi có biến cố kinh tế chính trị thôi ví dụ như Việt Nam nè à, ngày giải phóng chúng ta đổi tiền chúng ta quy định là 500 đồng tiền của chế độ cũ đổi được 1 đồng tiền của chế độ mới thì tự quy định của mình làm cho cái tiền của mình mất giá quá là lớn lúc đó chúng ta bị siêu lạm phát hay là khi Đức thua chiến tranh thế giới thứ hai, những cái quốc gia mà bị biến cố về mặt chính trị thường xảy ra các cái vấn đề nghiêm trọng kèm theo về mặt kinh tế ví dụ như ví dụ như là siêu lạm phát. À, khi mà chúng ta nói về nguyên nhân dẫn đến lạm phát, thì người ta thấy rằng có ba nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do sức ì của nền kinh tế. Một cái nền kinh tế có cái tỷ lệ lạm phát diễn ra với cái tỷ lệ không đổi qua các năm thì chúng ta gọi lạm phát đó là do sức ì của nền kinh tế ví dụ như là năm nay tỷ lệ lạm phát là 6% năm sau vẫn 6% năm tới nữa cũng 6% lúc nào tỷ lệ lạm phát cũng là 6% hết thì chúng ta gọi lạm phát của chúng ta gọi là lạm phát ì lạm là phát xảy ra do sức ì của nền kinh tế các chị hình dung là khi mà lạm phát y xảy ra thì tỷ lệ lạm phát diễn ra với một cái tỷ lệ không đổi qua các năm ha. À, do lạm phát y xảy ra với tỷ lệ không đổi, người ta dần dần người ta quen với nó. À, cho nên tự nhiên á giống như là người ta thích nghi người ta dự định dự đoán là năm sau tỷ lệ làm phát tại quốc gia cũng là bao nhiêu đó người ta hoạch định sẵn vào trong các cái hợp đồng kinh tế luôn cho nên lạm phát ì thật sự thì chúng ta quen rồi nó cũng không gọi là quá nặng nề gì đối với nền kinh tế của mình tại vì chúng ta đã có cách đối phó chúng ta hạch Toán cái tỷ lệ làm phát y đó Vào trong những cái hoạt động kinh tế của mấy chị Thì để biểu diễn cái nguyên nhân làm phát y Thì ở đây người ta có một cái hình Và cái hình này thật ra đó chính là cung cầu á mấy chị Hình này thật ra là cung với cầu S là đường cung đi lên nè D là đường cầu đi xuống cắt nhau một cái điểm Và chúng ta thấy là cái đường AS Thì chúng ta đi qua trái nè AD thì đi qua phải và cái sản lượng tiềm năng là cái trục hoành đó, cái trục Y, IB đó, đó thì cái sản lượng tiềm năng hầu như là nó không đổi qua các năm rồi à, loại thứ hai chúng ta gọi là lạm phát do cầu kéo là nhu cầu của người tiêu dùng tăng kéo theo cái tình trạng lạm phát à, bây giờ nhu cầu của người tiêu dùng là đường D, D tăng, D đi qua phải, AD đi qua phải nè bữa hàm vẽ đường thẳng hay vẽ đường cong á thì nó sẽ cắt đường cung ở một cái điểm mới, nó làm cho giá tăng lên xảy ra tình trạng lạm phát. Nhưng nhìn lên hình chúng ta thấy rõ ràng là sản lượng khi lạm phát cầu kéo xảy ra thì cái sản lượng khu 2 này nó tăng, nó lớn hơn khu 1. Loại thứ ba chúng ta gọi là lạm phát do chi phí đẩy, do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng đẩy đến tình trạng lạm phát. Nguyên liệu đầu vào là một cái yếu tố làm cho cái cung của chúng ta giảm cho nên AS đi qua trái và khi nó đi qua trái nó cắt đường cầu ở một cái điểm mới làm cho giá tăng nhưng mà sản lượng lại lại giảm vậy chúng ta có ba nguyên nhân gây ra lạm phát lạm phát y sản lượng không đổi lạm phát cầu kéo sản lượng tăng và lạm phát do chi phí đẩy sản lượng giảm do đó người ta nói là lạm phát xảy ra thì làm giảm sản lượng của quốc gia thì cái câu trắc nghiệm này là câu đúng hay câu sai? người ta nói là hệ mà lạm phát xảy ra sẽ làm giảm sản lượng của các quốc gia thì cái câu đó là câu đúng hay câu sai vậy mấy anh chị? Sai ha, tại vì chúng ta thấy rất rõ là thí dụ như là lạm phát do cầu kéo lạm phát xảy ra nhưng sản lượng quốc gia đâu giảm còn tăng nữa thì khi mà lạm phát xảy ra chúng ta có một cái sự phân phối lại của cải và thu nhập à, có những cái người bị thiệt hại và có những cái người được hưởng lợi do lạm phát làm cho tiền nhiều hơn so với hàng cho nên cái người à, coi như là tiền dư mà hàng giảm á thì đồng tiền mất giá cho nên những cái người nào mà giữ tiền mặt là những cái người bị thiệt hại còn những cái người giữ hàng hóa vàng đô la thì những cái người đó được hưởng lợi ha những cái người làm công ăn lương làm phát xảy ra đương nhiên là mức chi tiêu giảm sẽ bị ảnh hưởng rồi ờ, đối với một cái người người ta cho vay với một cái mức lãi suất cố định thì lạm phát làm đồng tiền mất giá cho nên chủ nợ sẽ bị lỗ nhưng con nợ sẽ bị lời tuy nhiên ngân hàng là không có lỗ tại vì ngân hàng họ có điều chỉnh cái lãi suất thì chúng ta sẽ tính lãi suất danh nghĩa bằng cách là lấy lãi suất thực tế cộng cho tỷ lệ lạm phát. Mấy anh chị có thể ghi chú thêm cái câu đó vô mình. Lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất thực tế cộng cho tỷ lệ lạm phát. Ý là bây giờ ngân hàng muốn cho vay với một cái mức lãi suất thực tế là 8%, lạm phát là 5% thì ngân hàng sẽ treo ngoài bảng là tỷ lệ là cái lãi suất sẽ là 13%. 13% đó là nó mang danh thôi chứ trên thực tế nó không ảnh hưởng được 13% à, nó chỉ là 8% thôi còn 5% kia là nó điều chỉnh lãi suất uh, do nó nó điều chỉnh do lạm phát xảy ra á, ảnh hưởng đến cái độ mất giá của đồng tiền vậy thì lãi suất danh nghĩa sẽ bằng lãi suất thực tế cộng cho tỷ lệ lạm phát vậy nếu như ai yêu cầu mình tính lãi suất thực tế thì chúng ta sẽ tính ngược lại, chúng ta sẽ lấy lãi suất danh nghĩa trừ cho tỷ lệ lạm phát ha. lạm phát là tình trạng tiền nhiều hơn hàng, cho nên để làm giảm lạm phát chúng ta sẽ có hai biện pháp cơ bản là chúng ta tăng hàng và chúng ta giảm tiền. Tăng hàng thì chúng ta sẽ tăng sản xuất giải phóng tiềm năng sản xuất. Còn giảm tiền thì chúng ta sẽ không phát hành tiền chúng ta có thể tăng lãi suất ngân hàng để có thể thu hút tiền gửi tiết kiệm à, giảm cái lượng tiền mặt lưu thông ở trên thị trường à, chúng ta qua cái phần thứ hai được gọi là thất nghiệp à, một cái đối tượng sẽ bị gọi là thất nghiệp nếu như người đó trong độ tuổi lao động có khả năng lao động mong muốn được lao động nhưng không tìm được việc làm ha à, khi mà chúng ta lấy số lượng người thất nghiệp chúng ta chia cho lực lượng lao động chúng ta sẽ ra được tỷ lệ thất nghiệp lực lượng lao động bao gồm người có việc và người thất nghiệp thì có một số người không là người có việc cũng không là người thất nghiệp cho nên không nằm trong lực lượng lao động do đó tính thì chúng ta sẽ không kể những người này vào ví dụ như sinh viên nha. Ở thất nghiệp thì sẽ chia ra làm ba loại loại đầu tiên gọi là thất nghiệp tạm thời họ tạm thời thất nghiệp do họ chuyển chỗ ở à, loại này không ảnh hưởng gì à, họ tự động họ tìm được công việc mới thất nghiệp do cơ cấu do cơ cấu kinh tế thay đổi thì à, loại này chúng ta cũng có thể xử lý bằng cách chúng ta đào tạo lại tay nghề nhưng chúng ta sợ nhất là loại thứ ba chúng ta gọi là thất nghiệp chu kỳ hay còn có những cái tên gọi khác gọi là thất nghiệp do thiếu cầu thất nghiệp Keynes thì thất nghiệp này xảy ra là do kinh tế suy thoái Kinh tế suy thoái buộc lòng người ta phải sa thải bớt và mấy anh chị bị thất nghiệp Do đó ở đây đối với thất nghiệp chu kỳ người ta nói nó là thất nghiệp không tự nguyện Nó sẽ là cái then chốt đánh giá thị trường lao động của một quốc gia Tại vì nó chỉ xảy ra khi thị trường lao động mất cân bằng Còn thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu chúng ta không dùng để đánh giá thị trường lao động tại nó là thất nghiệp à, tự nguyện á, nó còn gọi là thất nghiệp tự nhiên á. mặc dù tỷ lệ của nó lớn hơn không nhưng mà á, cái, cái tạm thời và cơ cấu là chuyện bình thường ở đây thì à, chúng ta có một cái người tên là philip ông này vẽ ra một cái đường cong để nêu lên mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp à, thì ở đây trên đường cong mấy chị thấy đây là một cái đường đi xuống ý của philip nói là thất nghiệp và lạm phát có mối quan hệ tỷ lệ nghịch khi thất nghiệp tăng thì làm phát giảm ha thất nghiệp và lạm phát có mối quan hệ tỷ lệ nghịch hãy thất nghiệp tăng thì lạm phát sẽ giảm xuống tuy nhiên đường cong này người ta chỉ thấy là đúng trong khoảng thời gian ngắn còn xét trong khoảng thời gian dài thì cái thất nghiệp và cái lạm phát là không có mối liên hệ gì tại vì trong thời gian 5 năm 10 năm dài hạn cái đường thất nghiệp này nó sẽ là một cái đường thẳng đứng nó không còn là cái đường cong như vậy nữa rồi à, bây giờ chúng ta sẽ có một số các cái phần bài tập liên quan đến cái phần lạm phát này à, cho hỏi là lớp trưởng đã chụp gửi cho mấy anh chị cái phần bài tập đó chưa tại vì ở nhà tôi không còn cuốn giáo trình nào để tôi chụp cho mấy anh chị trơn á lớp trưởng về chụp cho mấy anh chị cái phần đó chưa mấy chị có bài tập chưa mấy chị ơi chưa hả Ê trời ơi ông nước trưởng ông chưa về nữa mấy chị đợi tôi kiếm cái file cái